Xin chào các bạn đã đến với chương trình hỏi đáp của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, một trong những công ty tư vấn du học hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Và hôm nay mình là Thùy Trang và ngồi cạnh mình là chị Quý Hương, tư vấn viên của công ty du học, sẽ cùng nhau giải đáp một số thắc mắc của các bạn về việc chuyển trường tại Úc. Và không để các bạn đợi lâu nữa thì bây giờ mình sẽ đọc một số câu hỏi mà của một số học sinh đã gửi về cho Tân Đại Dương gần đây nhé. Trước tiên là thư của bạn Thanh Mai đến từ Nghệ An. Thư của bạn như sau: Chào Tân Đại Dương, tụi em là hai chị em Thanh Mai và Thanh Hoa đến từ Nghệ An. Tụi em có chuyện rất khó xử và phân vân không biết phải giải quyết thế nào. Em muốn chị tư vấn cho em. Chuyện là em muốn chuyển trường vì hiện nay trường em đang học có nhiều vấn đề khó nói, nhưng em cũng đã đi hỏi rất nhiều nơi và phần lớn là bảo là không được hoặc không nên chuyển trường vì ảnh hưởng đến visa của mình. Vậy theo anh chị thì tụi em nên làm thế nào? Xin chào hai bạn Thanh Mai và Thanh Hoa. Thay mặt công ty tư vấn du học Tân Đại Dương thì chị xin trả lời câu hỏi của hai bạn. Đó là các bạn hoàn toàn có thể đi chuyển trường phù hợp với nhu cầu và khả năng của bản thân nhé. Quan trọng là mọi việc phải hợp lý, có lý do chính đáng và nằm trong quy định của pháp luật Úc đối với du học sinh. Khi quyết định chuyển trường thì các bạn nên tìm hiểu kỹ về luật visa. Nếu không nắm được một cách kỹ lưỡng thì ít ra cũng phải nắm được những cái nội dung cơ bản về luật visa dành cho du học sinh, và phải biết mình có vi phạm luật visa hay không, thì tiền học phí mà các bạn đã đóng sẽ được hoàn trả như thế nào, bao nhiêu phần trăm và thời hạn trả tiền trong thời gian bao lâu sẽ phụ thuộc vào chính sách hoàn phí của từng trường quy định. Có một điều chị khuyên các bạn là trước khi chuyển trường, các bạn nên học xong khóa học tiếng Anh và 1 đến 2 kỳ của khóa chính và gắn bó với việc học tập của mình cho tới khi tốt nghiệp với ngôi trường mà mình đã đăng ký khi xin visa du học hay không. Nếu không thì mới nên quyết định chuyển trường. Các bạn nên học tiếng Anh thật là tốt của ngôi trường cũ, và khi mà bạn đăng ký theo khóa học tại ngôi trường mới thì ít ra bạn cũng sẽ được chuyển thẳng vào khóa chính hơn và không cần phải đăng ký lại khóa học tiếng Anh. Chị Bế Hương này, hiện nay thì ở Úc có nhiều bạn có nhu cầu đi làm thêm, vậy chị có một chút chia sẻ gì về việc đi làm thêm của các bạn tại Úc không chị? Về việc đi làm thêm thì chị lưu ý các bạn là nên ưu tiên việc học là chính. Vì các bạn đã xin visa du học thì các bạn nên tập trung vào việc học của mình một cách toàn vẹn và mình phải thật là cân nhắc. Chị hiểu một điều rằng là các bạn muốn đi làm thêm để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, nhưng mà đừng có quá lợi dụng việc làm thêm mà ảnh hưởng đến việc học hoặc là làm quá cái số giờ quy định. Các bạn có thể đi làm thêm được. Đối với du học sinh thì các bạn được làm 40 giờ trên 2 tuần, hoặc trong các kỳ nghỉ hè thì bạn được làm là toàn thời gian, và phải biết cân bằng giữa việc học và việc làm thêm nữa nha. Vậy rất tiện cho học sinh đúng không chị? Vì những ngày holiday thì học sinh có thể đi làm vài thời gian luôn. Đúng rồi. Câu hỏi tiếp theo là của cô Lý Hương đến từ Nha Trang. Thì thư của cô như sau: Chào công ty Tân Đại Dương, cô có thắc mắc là con cô đang đi du học năm 2 tại Úc và cháu đã chuyển trường nhưng vẫn còn chưa rõ có phải xin lại visa mới hay không. Cô và gia đình rất lo lắng và không biết là phải bắt đầu lại từ đâu. Thì liệu Tân Đại Dương có thể hướng dẫn cho cô có cách nào cho cháu xin lại visa một cách an toàn và không rủi ro hay không? Xin chào cô Lý Hương, trước hết thì cô hãy cứ an tâm và không phải lo lắng gì nhiều về trường hợp của con mình. Đối với các bạn du học sinh đã chuyển trường, nhất là các bạn từ diện visa ưu tiên sang diện visa không ưu tiên, thậm chí chuyển từ bậc học thạc sĩ sang cao đẳng hoặc cao đẳng nâng cao, thì trước hết phải tổng hợp lại những cái trường hợp của con mình về những thông tin như là ngày được cấp visa ngày nào, bậc học hoặc khóa học với trường ngày đầu tiên sang Úc là trường nào, chuyển trường có xin được cái thư gọi là thư release letter hay không. Cái thư này gọi là cái thư mà trường người ta chấp nhận cho mình rời khỏi trường và để mình chuyển sang một ngôi trường khác đó Trang. Hoặc cô cũng nên biết được rằng là ngày cô định chuyển sang trường mới là ngày nào, vân vân. Nếu chuyển sang một ngôi trường mới và được xét vào một trong các trường ưu tiên tại Úc thì visa sẽ không bị hủy. Ngược lại, nếu chuyển sang một ngôi trường không ưu tiên thì khả năng visa bị hủy rất cao và cô phải làm lại visa cho con mình để phù hợp với ngôi trường mới. Về điều này thì cô có thể là gọi điện trực tiếp đến văn phòng tư vấn của công ty du học Tân Đại Dương để được tư vấn cụ thể về cách xin lại visa cho con mình cô nhé. Nhiều phụ huynh và học sinh đều đưa ra thắc mắc tại sao quy định visa không yêu cầu chứng minh tài chính, nhưng mà phía công ty thì lại luôn đòi hỏi thêm những hồ sơ về phần tài chính từ phía phụ huynh cũng như là từ học sinh, như là những cái là giấy tờ đóng thuế hoặc là giấy phép kinh doanh hay là giấy tờ thuê nhà, bảng lương, rồi những giấy tờ liên quan đến công việc vân vân. Thì sự thật đây là yêu cầu của các nhà trường. Khi phụ huynh nhận được sự tư vấn dựa trên kinh nghiệm của tư vấn viên thì cũng chưa hẳn là chính xác.
có những quy định thực tế thay đổi từ 2 cho đến 4 tuần theo thời điểm cụ thể. Và điều này vô hình hình dung làm cho người ta nghĩ rằng là du học Úc xin trường hoặc xin visa rất khó khăn và làm cho người ta cảm thấy e dè. Nhưng không hẳn là vậy, chỉ cần nắm rõ các quy định vào đúng thời điểm và nộp hồ sơ theo yêu cầu là bạn đã có thể đậu visa. Khó khăn ở đây đó là viên chức làm sổ quán. Đôi khi chưa hiểu hết tình hình tài chính của bạn nếu nó đặc biệt, nhất là những dòng thu nhập ở Việt Nam đến từ các nguồn khác nhau. Không phải nguồn nào cũng có những giấy tờ cụ thể để chứng minh được nguồn thu nhập đấy. Nhưng các bạn học sinh cũng như quý phụ huynh đừng lo lắng, vì đã có những chuyên viên tư vấn du học của công ty Tân Đại Dương thì các tư vấn viên rất là chuyên nghiệp. Ngoài việc có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn làm hồ sơ du học Úc cho các học sinh thì các tư vấn viên cũng là những người đã tham gia vào các khóa học luyện về luật visa cũng như các khóa học riêng biệt về điều kiện đầu vào của từng trường. Và hơn nữa thì các tư vấn viên còn được tham quan về đời sống của du học học sinh ở nước ngoài, ở những nước như là Canada hoặc Mỹ hoặc Singapore, Úc vân vân. Tất cả những điều này làm cho tư vấn viên có cách nhìn tổng quát hơn về hồ sơ của các bạn học sinh, hiểu được tâm lý của người đi du học cũng như đáp ứng được yêu cầu đầu vào của trường đại học và hiểu được cách chứng minh tài chính cho lãnh sự quán để có thể làm rõ cái hồ sơ của bạn. Vậy nên khi chuyển trường thì các bạn đừng quá lo lắng, thì chúng ta sẽ làm đúng theo quy định yêu cầu của visa theo từng trường hợp cụ thể. Chị Hương này, theo em được biết là từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 thì Úc có thay đổi chính sách visa mới, thì cái chính sách mới này có ảnh hưởng gì đến cái trường ưu tiên trước đây hay không chị? Tất nhiên là có chứ Trang, bởi vì là sau ngày 1 tháng 7 thì số lượng trường ưu tiên, trong đó có đại học, cao đẳng hay học viện giảm đi rất nhiều. Và cũng có một số trường vẫn giữ nguyên là dạng ưu tiên và đa số là các trường nằm trong top 8 là các trường đại học lớn tại Úc. Cũng có các trường học viện hoặc cao đẳng mà trước đây không được xếp ưu tiên thì nay lại được nằm trong danh sách ưu tiên khi xin visa du học tại các trường này. Nếu các bạn còn băn khoăn chưa biết xin trường nào là trường phù hợp với năng lực học tập của mình cũng như điều kiện để được một trường ưu tiên chấp nhận thì hãy liên hệ sớm với công ty tư vấn du học Tân Đại Dương để được chọn trường và tư vấn xem có ngành nào là ngành phù hợp với các bạn nhé. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Bảo Linh đến từ Vũng Tàu. Bạn gửi thư với nội dung như sau: Chào Tân Đại Dương, em là Bảo Linh, là du học sinh trước đây có xin visa theo dạng không ưu tiên và nay em muốn xin chuyển trường. Lúc trước em có nhờ chú ở Úc xin thư nhập học nhưng lần này thì chú nói là không thể xin được nữa. Chú em nói nếu như muốn chuyển trường thì mình phải quay về Việt Nam và xin lại một visa mới. Và điều em băn khoăn và lo lắng nhất đó là hủy visa thì chú chắc em có thể xin lại visa mới. Vậy Tân Đại Dương có thể tư vấn cho em được không ạ? Em xin cảm ơn. Bạn Linh ơi, bạn yên tâm nhé, không có vấn đề gì cả. Bởi vì visa của em sẽ không bị hủy nếu em vẫn theo học và làm đúng theo luật visa. Cụ thể đối với trường hợp của em thì nếu trước đây em xin visa cho khóa học không ưu tiên, bây giờ em muốn chuyển trường thì em chỉ được chuyển vào trường không ưu tiên. Như vậy thì visa của em vẫn được duy trì bình thường. Hiện tại thì visa du học Úc thì có những thay đổi. Tuy nhiên đối với những bạn đã có hoặc đã xin visa trước ngày 1 tháng 7 năm 2016 thì vẫn được áp dụng visa ưu tiên là SPV và không ưu tiên là non-SPV như bình thường nhé. Do đó nếu em chuyển trường hay chuyển ngành cùng dạng với visa hiện tại của em thì em không cần phải về Việt Nam xin lại visa nhé. Cũng về việc chuyển trường thì chị có thể cho các bạn biết là các bạn có nên tham khảo những điều gì trước khi quyết định chuyển trường hay là chuyển ngành không chị? Đây là một điều mà các bạn cũng đang rất là quan tâm đây Trang. Trước hết thì các bạn nên tìm hiểu kỹ về luật visa. Ít nhất thì cũng phải nắm được những nội dung cơ bản và phải biết được mình có vi phạm luật visa hay không. Như hồi nãy chị Quế Hương có nhắc các bạn trong cái buổi đầu, luật visa Úc rất hay thay đổi nên những điều này các bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào đội ngũ tư vấn viên của công ty du học Tân Đại Dương. Còn về việc học phí sẽ được hoàn trả như thế nào, bao nhiêu phần trăm và thời hạn khi nào hoàn trả tiền thì chị Quế Hương cũng nhắc lại cho các bạn thêm một lần nữa là chính sách hoàn phí của nhà trường sẽ phụ thuộc vào từng trường cụ thể và các bạn phải theo cái luật chính sách của từng trường và biết là mình được hoàn bao nhiêu phần trăm. Và yêu cầu đầu vào của khóa học hay của trường cũng có thể thay đổi tùy năm nên du học sinh tham khảo trước để tránh sau này khi mà chuyển đổi không gặp khó khăn và mất nhiều thời gian. Vậy du học sinh cần điều kiện gì để chuyển ngành và chuyển trường thưa chị? Thứ nhất thì sinh viên phải hoàn thành ít nhất 6 tháng của khóa học chính tại trường đang theo học. Thứ hai là các bạn phải xin được cái thư đồng ý chuyển trường từ trường mà các bạn đang theo học, gọi là release letter. Để xin được cái thư này thì rất khó vì trường sẽ yêu cầu các bạn đưa ra lý do vì sao bạn đã chuyển trường.
Nếu nhà trường có thể giúp các bạn khắc phục được khó khăn thì họ sẽ tiếp tục giữ bạn ở lại trường và không cấp cái thư release letter cho các bạn. Trong trường hợp bạn chưa đủ 18 tuổi thì cần phải có xác nhận ủng hộ việc chuyển trường của cha hoặc mẹ hoặc của người giám hộ hợp pháp của bạn để nhận được cái thư release letter cho em. Thứ ba nữa là khi mà có được cái thư này thì các bạn sẽ gửi đơn xin trường mới, đóng học phí và nhận được COE của trường mới. Thứ tư là cần thông báo lại với bộ di trú về việc đã chuyển trường, vì bất kỳ sự thay đổi nào về chương trình học của bạn đều phải thông báo lại với bộ di trú để đảm bảo việc xét visa du học Úc vẫn tuân thủ theo quy định. À chị Hương này, hồi nãy chị có nói là sinh viên phải hoàn thành ít nhất là 6 tháng của khóa học chính thì mới được phép chuyển trường. Vậy có những trường hợp nào đặc biệt mà sinh viên có thể chuyển trường trong vòng 6 tháng đầu hay không chị? Theo cái vấn đề này thì các bạn phải tuân thủ theo quy định của phòng đào tạo quốc tế Úc, gọi tắt là AEI. Trong vòng 6 tháng của khóa học chính thì bạn không được chuyển trường trừ các trường hợp sau. Thì khóa học bị nhà trường hủy bỏ hay tạm thời không đào tạo nữa, hoặc một trường hợp là trường hợp bạn đang học hoặc chịu hình phạt của chính phủ đối với khóa học mà bạn đã đăng ký, hoặc là lý do về điều kiện ăn ở, sinh hoạt gặp vấn đề khó khăn cần phải chuyển trường gấp. Những lý do khẩn cấp này các bạn có thể là trình bày và trao đổi với trường để xem coi có những cái biện pháp khắc phục nào cho các bạn hay không. Nếu không có thì các bạn mới nên nghĩ đến cái việc là chuyển trường. Cảm ơn lời chia sẻ của chị Quế Hương ngày hôm nay. Và Trang hy vọng là những lời giải đáp vừa rồi của chị Quế Hương sẽ phần nào giúp được giải đáp được những thắc mắc cho các bạn trong thời gian qua về việc chuyển trường tại Úc. Tất cả các thắc mắc về vấn đề du học và visa Úc, các bạn có thể liên hệ với công ty du học Tân Đại Dương thông qua số điện thoại 0838484879, hoặc có thể trực tiếp đến công ty tại địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất các bạn nhé. Ngoài trụ sở chính ở quận Nhất thì Tân Đại Dương còn có chi nhánh tại quận 5 và Nha Trang, và đặc biệt lưu ý là không có chi nhánh ở Hà Nội.